Chuyển làm lễ Đức Ba Ga và đó là hằng cao thượng, được chúng qua chánh biến chi, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba Ga và đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng qua chánh biến chi, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba Ga và đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng qua chánh biến chi, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bồ Tát Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Đăng Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang Khang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyambi Bồ Tát Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Dutiyambi Thammang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đức Thế Giảm Bi Sẵn Khang Saram Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta Thế Giảm Bi Bồ Đăng Saram Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta Thế Giảm Bi Thầm Măng Saram Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta Thế Giảm Bi Sẵn Khang Saram Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt Thà La Năng Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật. Tham mang sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật. Sáng khang sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng. Đu ti yam pi bút thang sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Đu ti yam pi tham mang sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Đu ti yam pi sáng khang sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ nhì. Ta ti yam pi bút thang sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Ta ti yam pi tham mang sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ ba. Ta ti yam pi sáng khang sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ ba. Tuy sarana gaha năng paripun năng, phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê dạ xin vâng. Bà na ti ba ta vệ ra ma ni sê kha ba năng sa ma ya ni, con xin vâng giữ điều học là quý đánh xa sự sát sanh. A da na vệ ra ma ni sê kha ba năng sa ma ya ni, con xin vâng giữ điều học là quý đánh xa sự trộm cắp. Ka me cha ha cha ra vệ ra ma ni sê kha ba năng sa ma ya ni, con sự điều học là có ý đánh xa sự tà dâm. Mu sa wa da we ra ma ni sa kha ba đa ma ya mi, con xin vâng giữ điều học là có ý đánh xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma chấp ba ma da tha na we ra ma ni sa kha ba đa sa ma ya mi, con xin vâng giữ điều học là có ý đánh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Panati pata viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý cha sự sát sanh. Adinna dana viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự trộm cắp. Kame sumichachara viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự tà dâm. Musa Wadamani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự nói dối. Sura Meraya Macha Pamatathana Viramani Sikha Padang Samadhiyami,
Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa, sự dễ dối uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha badani sathu angkatawa aninicca kalang marakitabang. Vì thiện cho nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với vững giữ hành đạo cho nên trọn đời chẳng nên dễ vui. A ma phan tê dạ xin vâng. Sì lê na su ga tân dân tí, sì lê na hô va sa ma đa, sì lê ni ni po tân dân tí, ta sma sì lê vi sô tha dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thú lành thay. Dạ, thay mặt đại chúng trong rung, con xin lập thành kính truyền đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ. Thay mặt cho đại đức tăng để truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tám giấc tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới, phần phước phát sanh lên chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh, bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phut-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đàng. Và sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới. Và bây giờ chúng ta tới lúc hôm nay chúng ta sẽ kể là bài kinh pháp cú số 190. À, không biết là cô tu nữ Tể Duyên có chiếc máy không? Nếu cô Tể Duyên có chiếc máy xin là mời cô Tể Duyên là xung phong ôn lại bài kinh pháp cú số 198 ngày hôm nay. Dạ, cô Tỷ Duyên có chiếc máy không? Alo. Dạ, cô Tỷ Duyên không có, vậy thì xin mời ạ. Chích Tặng Đông nhé. Là để Đức Tuệ Đức chưa tới về tới nhà. Đại Đức Tuệ Đức đang trên xe về chùa nên Đại Đức Tuệ Đức không có, chưa có chùa về, đang đi xe về. Mến mời Chích Tặng Đông nhé. Sa thú Quân Vác Tha Ná, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn Sistina cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 198. Su su khang quá ta di hòa má a tu re su a na tu ra a tu re su ma nu se su vi ha ra má a na tu ra su su khang quá ta di hòa má a tu re su a na tu ra a tu re su ma nu se su vi ha ra má a na tu ra su su khang quá ba chi hòa má a tu re su a na tu ra a tu re su ma nu se su vi ha ra má a na tu ra. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Su su khang wa ta chi wa ma a tu re su a na tu ra a tu re su ma nu se su vi ha ra ma a na tu ra. Vui thay sống chẳng hận thù,
giữa người thù hận không thù hận ai, vui thai sống chẳng ốm đau, giữa người bệnh tật chẳng đau ốm gì. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú kính cảm ơn sức cạn đông. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sơn Kha Giá. Con kính lệnh lễ Đức Phật, con kính lệnh lễ giáo pháp, con kính lệnh lễ Đức Tăng. Con kính lệnh lễ Thường Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 198. Xú xú khăn quá tá chi hòa má, a tú rê số á la tú ra, a tú rê số má nút xê số, quý há ra má á la tú ra. Xú xú khăn quá tá chi hòa má, a tú rê số á la tú ra, a tú rê số má nút xê số, quý hả ra má á na tú ra. Xú xú khăn quá tá chi hòa má, a tú rê số á na tú ra, a tú rê số má nút xê số, quý hả ra má á na tú ra. Vui thai chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Vui thai sống chẳng hận thù, giữa người thù hận không thù hận ai. Vui thai sống chẳng ốm đau, giữa người bệnh tật chẳng đau ốm gì. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong. Mến mời bàn tay của Sít Ti Na. Mời quý Quát Thái Ná nha. Mời quý vị. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 198. Su su kang wa ta chi wa ma a tu re su a na tu ra a tu re su manu se su wi ha ra ma a na tu ra. Su su kang wa ta chi wa ma a tu re su a na tu ra a tu re su manu se su wi ha ra ma a na tu ra. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Su su khăn qua ta chi qua má, a tu re su a na tu ra, a tu re su ma nu se su vi ha ra ma a na tu ra. Su 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 kang wa ta chi wa a tu re su a na tu ra a tu re su ma nu se su vi ha ra ma a na tu ra. Vui thay sống chẳng hận thù, giữa người hận không thù hận ai. Vui thay sống chẳng ốm đau, giữa người bệnh tật chẳng đau ốm gì. Của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng ạ. Con kính mời vị kế tiếp. Sa thu sa thu lành thầy Tị Nạc. Dạ con đã kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức và Quang Lâm đạo tràng. Dạ con kính đã cung trình Đại Đức Tuệ Đức Từ Bi Hoan Hỷ kệ bài kinh pháp cú số 198 là sư Đại Đức ổn định chưa ạ? Alo. Alo Đại Đức Tuệ Đức có. Dạ,
nghe nói cô tu nữ Tịnh Như Pháp nói sư Đại Đức đang trên đường về tới chùa, không biết Đại Đức tới chùa chưa? Đại Đức có thể kể các bài kinh pháp cú số 19 ta. Alo, chắc sư đang chưa tới chùa sao? Vậy miễn mời Pháp Nguồn Lào Cai kể nha bài kinh pháp cú số 198. Chắc Đại Đức chưa tới chùa. Alo, Pháp Nguồn Lào Cai có thể kể được không? Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, dạ con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con xin kính chào toàn thể đạo tràng, dạ con cảm ơn chú Vatthana đã cho bài học ạ, dạ cảm ơn cô Giảng Đông. Con vừa mới vào Zoom, con xin phép được kệ câu cú 198, dạ con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh ạ. Dạ. Su su khang hoa ta chi hoa. Dạ con xin phép được kể lại, cái này là kinh pháp cú dạ. Su hu cái gì đó, su khang hoa ta chi hoa ma a tu re su anatura a tu re su manusse su Vihārāma anātura. Dạ con đọc điện thoại nó hơi nhỏ một chút, dạ con xin phép được đọc lại một lần nữa. Susu khang vata chi hoa ma ature su anātura ature su manusse su Vihārāma anātura. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bạn ta sống không ốm đau, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh. Vui thay sống chẳng hận thù, giữa người thù hận, không thù hận ai. Vui thay sống chẳng ốm đau, giữa người bệnh tật, chẳng đau ốm gì, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Đã, con xin phép được kể ạ. Dạ con xin lỗi vì mạng của con nó lại bị hơi bị chập chờn tí ạ. Su su khang qua ta chi qua ma tu re su anna tu ra a tu re su manu se su vihara ma anna tu ra. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những bệnh hoạn, ta sống không ốm đau, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vui thay sống chẳng hận thù, giữa người thù hận, không thù hận ai. Vui thay sống chẳng ốm đau, giữa người bệnh tật, chẳng đau ốm gì, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc và kể xong ạ. Dạ con có gì sai mong đại tràng hoan hỷ cho con ạ. Dạ con xin phép đứng mic mời một vị khác ạ. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam thính nữ. Dạ, tự nhiên xin kể kinh pháp cú số 198. Su su khang quá ta chi qua má a tu re su anna tu ra a tu re su manut se su vihara ma anna tu ra. Su su khang quá ta chi qua má a tu re Atura Ature su manu se su viharama anatura. Su su khang watati wama
a tu re su anna tu ra a tu re su manotse su vihara ma anna tu ra. Vì chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Su su khang qua ta chi qua ma a tu re su a na tu ra a tu re su ma nu se su vi a ra ma a na tu ra. Vui thay sống chẳng hận thù, giữa người thù hận không thù hận ai. Vui thay sống chẳng ốm đau, giữa người bệnh tật chẳng đau ốm gì. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, cảm ơn Vinh Quách Thanh Á đã bốt bài. Dạ, bây giờ tự nhiên xin xuống mít. Không biết nào kể rồi hay chưa, thì tự nhiên mới về nên là tự nhiên đưa tay lên. Để bây giờ tự nhiên xin để kính gửi mic lại cho đạo tràng. Sa thu thu lành thầy cô Tế Duyên. Nam mô Phật-thaya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sẵn-kha-ya, kính đại lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Kính đại lễ đại đức Minh Hạnh, kính đại lễ Tế Đức, như đại đế chắc chưa có tới chảy chùa. Kính chào cô tu nữ Tế Duyên, cô tu nữ Như Pháp cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 198. Su su khang va ta chi va ma a tu re su ana tu ra a tu re su manu se su vi ha ra ma ana tu ra. Su su khang va ta chi va ma a tu re su ana tu ra a tu re su manu se su vi ha ra ma ana tu ra. Su su khang va ta chi va ma a tu re su ana tu ra a tu re su manu se su Viharama Anatura. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Vui thay sống chẳng hận thù, giữa người thù hận không thù hận ai. Vui thay sống chẳng ốm đau, giữa người bệnh hoạn chẳng đau ốm gì. Dạ, Nam Mô Phật Thà. Dạ, con đã kể xong mà chưa thấy cô nữ Như Pháp với nick Nghiệp Huyền vào room. Bây giờ chặng này chặng tục. Dạ, bây giờ bác Thanh Đa chắc mời xích. Kính chào cô tu nữ Như Pháp vừa quang lâm đạo tràng. Bác Thanh Đa kể để chờ cô vào để có những mic cho cô này. Kính mời cô nha. Sa thủ kính cảm ơn Quỳnh Quát Thanh Á. Nam mô Bố Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn cô Quang Dịch, Tina và Răng Đông. Cô Răng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ cùng đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tăng hiện diện trong đạo tràng. Như pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Như pháp kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Như pháp kính chào Vinh Quát Thanh Na, kính chào Maharaja, mình chào Thi An Lạc, kính chào Buôn Bò, mình chào cô Quang Nguyệt, mình chào cô Rạng Đông. Mình chào cô Cẩm Vân, kính chào Huyền Mộng, mình chào Châu Phan, kính chào IQ em đó, kính chào Viên Sai. Mến chào Tina, mến chào Pháp Nguồn Lào Cai, kính chào Ngạo Sắc, kính chào anh chị Phan Văn Liêm. Dạ, bây giờ đồng hồ của Pháp là 6:53 rồi.
Dạ, con không biết sư Tài Đức có trước máy không, bạch sư. Dạ, sư Tài Đức có trước máy không, cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, vậy là sư Tài Đức cũng chưa có trước máy. Dạ, tại lúc nãy con thấy cô Đàn Đông thấy thường tọa Minh Hạnh trục trặc máy không có vào đạo tràng. Nên con có gọi điện thỉnh sư Tài Đức, thì sư nói sư đang đến trên đường về. Sư vội vàng thưa sư vô cái đích để nếu mà không có thượng tọa vào thì sư sẽ truyền giới, nhưng mà có thượng tọa rồi chắc sư lặng luôn rồi. Dạ thôi bây giờ con xin ông bài câu pháp của kinh sở 198. Dạ, sư Tài Đức đi đám tang, nó có sư chắc về thấy có sư rồi nên là sư nặng luôn, chắc cũng không có được khỏe lắm, mà không có sư thì cũng phải ráng chạy vào. Dạ, dạ con xin được ông bài. Su su khăn quá ta chì quà ma a tu rê su an a tu ra a tu rê su ma nu sê su vi ha ra ma na tu ra. Su su khăn quá ta chì quà ma a tu rê su an a tu ra a tu rê su ma nu sê su vi ha ra ra ma an a tu ra. Dạ. Sa thú sư nha. Su su khăn quá ta chì quà ma a tu rê su an a tu ra a tu rê su ma nu sê su vi ha ra ma a ma anà tu ra. Vui thai chúng ta sống không bệnh giữa ấm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Và đây là bản khổ thơ của bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Con xin được kể để cho cái có cô Trần Đạo vào hay không nha. Sù sù khăn qua tà cha su su khăn qua ta chi qua ma a tu re su an a tu ra a tu re su ma nu se su vi ra vi ha ra ma an a tu ra. Su su khăn qua ta chi qua ma a tu re su a ma tu ra a tu re su ma nu se su vi ha ra ma a na tu ra. Su su khăn qua ta chi qua ma a tu re su a na tu ra a tu re su ma nu se su vi ha ra ma a na tu ra. Vui thai sống chẳng hận thù, giữa người thù hận không thù. Vui thai sống chẳng ấm đau, chẳng đau ấm gì. Dạ, đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức, như pháp kính trám ơn đạo tràng. Dạ, con vị nào chưa có kể không thì xin đưa bàn tay lên. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn vừa quan năm vào đạo tràng. Kính chào người vừa vào đạo tràng. Dạ, bây giờ thấy con thấy có 3 phút nữa con mà con đã thấy đẹp rồi. Dạ, cảm ơn Châu Phan. Vậy con xin phép đạo tràng để cho con tri ân đạo tràng, xong con thỉnh pháp sư. Nếu trong lúc con tri ân mà có cô Đặng Đông, cô Đặng Đạo vào thì con sẽ để cho cô được ôn bài. Cô rất là bận biểu mà cô ráng vào để ôn bài nên con kéo dài chút xíu ạ. Thú lành thai, chư pháp cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên Minh Hoạt Tha Ná, cô Rạng Đông, cô Cẩm Vân và pháp muộn lao cài đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ, con bạch đại Minh Mẫn, bây giờ con có thể thì nếu sư đã sẵn sàng thì cho con xin một tín hiệu để con cung thỉnh pháp sư ạ. Dạ, con đi ơn sư rất là nhiều.
Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng cũng thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được tại Đức Minh Mạnh giảng dạy hôm nay. Cảm ơn Vinh Quá Thả Ná cho bài học. Nam Mô Bích Hà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sân Khà Giá, Nam Mô Ta Sa Phá Gà Quà Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bùa Tha Sa Nam Mô Ta Sa Phá Gà Quà Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bùa Tha Sa Nam Mô Ta Sa Phá Gà Quà Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bùa Tha Sa. Phạm thiên vận ngầm người khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ nơi viết lòng lâu dài đời nhằm vườn lọc giả ngày dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhôm kiều chẳng như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà giác vẹn toàn, một lần chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phụ cập đám mình rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh người khẩm chúng ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Thầy và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức từ bi hoàng để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 199. Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Và sa thú lành thai kính tri ân cô tu nữ Như Pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành lễ tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức Tuệ Đức. Cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính tri ân bà con chúng ta đã biết là âm thanh nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học pháp cú với câu kệ 199. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vần viết xuôi. Câu kệ pháp cú hôm nay chúng ta học 4 đoạn. Đoạn thứ nhất, Su su khăn quá ta chi hòa má. Đoạn thứ hai, U su kề su anu su ca. Đoạn thứ ba, Usuke sumanusesu. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng, Wihara manusuka. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của 4 đoạn này. Trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên, su-su-khăn. Su-su-khăn ở đây chúng ta thấy là một cái hợp từ su cộng với là su-khăn.
Nhưng mà cái chữ su này đó, cái tiếp động ngữ su này đó có rất là nhiều nghĩa và rất là nhiều chức năng. À, chữ su này đó có nghĩa là khéo, là thiện. À, mà đôi khi cái chữ su này thêm vào ở phía trước đó để thành lập cái danh từ đó trở thành một trạng từ. À, thì trong trường hợp này đó, chữ su này tiếp đồng ngữ su này thêm vào để thành lập thành một cái trạng từ là su khăn. Su khăn đó mình dịch đó là an lạc hạnh phúc. Thì bây giờ để biến nó thành trạng ngữ đó thì mình sẽ dịch nghĩa đó là một cách an lạc, một cách hạnh phúc. Từ thứ hai, quá tá, đây là một cái giới từ, một bất biến từ. Có nghĩa đó là thật ra hay là quả vậy hay là quả nhiên. Từ cuối cùng, chi qua má. Là từ cái động từ chi qua tí. Mà chia theo nhân xưng đại, chia theo chủ cách ngôi thứ nhất số nhiều. Ngôi thứ nhất là chúng ta. Chi quá tí có nghĩa đó là sống còn. Sống hay là sống còn. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có hai từ, nhưng mà hai từ này nếu bà con chúng ta nhìn vào đó thì thấy nó là một. Chẳng qua đó là cái cách chia nó khác mà. Rồi có thêm một cái tiếp động ngữ. Từ đầu tiên Usukesu là Usuka. Usuka chia theo cách thứ bảy số nhiều. Thành ra nó có cái tiếp viện ngữ là Esu. Usuka. Usuka có nghĩa là sự sốt sắng. Không, nếu mà ở đây mình dịch sốt sắng thì nó không đúng ha. Mình dịch theo cái kiểu của các ngài đó là bận rộn nè, rộn ràng nè. Và trong cái ngữ cảnh này chúng ta có thể lấy thêm một cái nghĩa nữa là hấp ta hấp tấp. Bận rộn nè, rộn ràng nè, lăng xăng nè, hấp ta hấp tấp. Usuka có nghĩa là vậy. Sự hoặc là người, sự bận rộn hoặc là người bận rộn. Rồi từ thứ hai, Anusuka. Anusuka chúng ta thấy là ở trước đó là Usuka, sau đó là Anusuka. Anusuka chia theo chủ cách số nhiều. Vậy thì Anusuka đó là thế tiếp đầu ngữ ná phủ định. Na phủ định. Thành thử ra đó là Anusuka mình dịch đó là những người không có lăng xăng, những người không có rộn ràng, hay là những người không có hấp ta hấp tấp. Người hoặc là sự hay sẽ thú gì? Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba này, chúng ta thấy có
À, từ đầu tiên, Usuke su chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi. Là Usuka chia theo cách thứ bảy số nhiều. Từ thứ hai, Manuse su là Manusa chia theo cách thứ bảy số nhiều. À, thì thành ra cái chữ Usuka ở cái đoạn thứ ba này nè, là tính từ bổ nghĩa cho cái từ ở đằng sau Usuka. À, còn cái chữ Usuka ở trên đó, à, thì đóng vai trò là danh từ, chỉ sự hoặc là chỉ người. Rồi Manusa chúng ta biết rồi là người hay nhân loại. À, chúng ta bước sang đoạn tiếp theo. À, cách thứ bảy mình phải thêm vô trạng, thêm vô cái trạng từ là trong, à, ở. Rồi đoạn thứ tư chúng ta sẽ có hai từ. Từ đầu tiên, vihara ma, đây là một cái động từ. Viharati. Viharati, như mình thấy có cái danh từ là prama vihara đó. À, là phạm trú, à, tức là an trú hay là trú hay là trú ẩn hay là trú ngụ. À, thành ra cái động từ viharati, à, ở đây là viharama là chia theo, à, ngôi thứ, động từ chia theo ngôi thứ nhất số nhiều, à, cho nên nó mới có cái hình thức là ama. Thì viharati có nghĩa là trú, à, là an trú, là trú trong. Rồi từ cuối cùng Anusuka chúng ta đã lấy nghĩa trên. À, là những con, những người không có hấp tấp, hấp tấp. Rồi như vậy là chúng ta đã lấy nghĩa từ vựng xong. Bây giờ chúng ta sẽ dịch văn xuôi. Wata. À, wata là thật vậy hay là quá thật. Chi wa ma, à, chúng ta sinh sống sukhu khăn, à, một cách hạnh phúc. À, một cách hạnh phúc. À, Anusuka. À, Anusuka là những người không có rộn ràng hay là những người không có hấp tấp, hấp tấp. À, Usukesu, à, giữa hay là trong những người hấp tấp, hấp tấp. Chúng tôi thích dùng cái từ hấp ta hấp tấp hơn là rộn ràng hay là bận rộn, xin thưa quý vị. À, rộn ràng bận rộn đó, à, mình hiểu cũng được, à, nhưng mà đối với cái cư xử đó, à, mình dùng cái từ hấp ta hấp tấp ở trong cái hoàn cảnh, trong ngữ cảnh của cái câu kệ này nè, nghe nó hay, nó hợp lý, dễ lột tả cái ý nghĩa hơn. Rồi đoạn thứ ba và thứ tư. Viharama là chúng ta trú, ha. Anusuka, à, chúng ta trú, à. À, chúng ta trú hay là chúng ta sống cũng được ha. Chúng ta trú hay chúng ta sống cũng được. Anusuka, à,
không có hấp ta hấp tấp. Usuke sumaduse su là giữa những người, giữa những người hay giữa những con người có sự hấp ta hấp tấp. Quý vị hiểu hấp ta hấp tấp cũng được, hay là rộn ràng cũng được, hay là lắng xăng cũng được, hay là bận rộn cũng được. Tùy vào cái khả năng ngôn từ của mình, rồi tùy vào cái tri kiến của mình để mình chọn cái từ sao đó, mà bản thân của mình đó có thể lột tả được ý nghĩa ẩn chứa ở trong cái đoạn văn đó. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 199. Kính tri ân cô Như Pháp đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chúng ta cùng theo dõi kịp được phần tiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 199. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ, tức là học về duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami Supatipanno bhagavato savaka sangho sangkhang namami namaturatana tayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Luân Pháp Cú Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học câu kệ Pháp Cú số 199. Câu kệ này cùng với hai câu kệ khác nữa là câu kệ 197, 198. Ba câu kệ này nằm trong phẩm Sukhavagga, phẩm an lạc, và có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài lúc bấy giờ đó là ngài ngự ở ở cái bờ sông, sông Rohini. Sông Rohini. Lúc đó đó đang diễn ra một cái sự tranh chấp về nước giữa hai dòng tộc, bên nội và bên ngoại của ngài. Đó là bên nội đó là dòng tộc Sắc Giá này. Còn bên ngoại đó là dòng tộc Cô Lý Giá. Hai dòng tộc này đã hợp tác với nhau để đào một cái con kênh để mà dẫn nước từ sông Rohini vào giữa hai thành Kapilavastu và Kuliya. Dẫn nước vào đó mục đích là để tưới tiêu cho cánh đồng ở hai bên cái dòng sông đó. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, thì nước đó là nó cũng tùy thuộc vào mùa. Giờ rồi mình nói theo Phật Pháp đó thì nó cũng vô thường. Nó sẽ có lúc thay đổi như thế này, có lúc thay đổi như thế kia.
tức là có khi đó có nhiều nước, nhưng mà có khi đó thì nó cũng có ít nước. Thì đến khi đó ít nước thì lúc bấy giờ không có đủ tưới tiêu cho cả hai cánh đồng của hai dòng tộc. Đó thì khi mà không có đủ đó thì bấy giờ bên nào cũng muốn cho mình. Quý vị nghe hơi nhỏ hả? Dạ vậy chúng tôi sẽ chỉnh nó to lên tí. Dạ rồi. Thì khi mà khi mà tưới không có đủ á, thì là bên nào cũng muốn dành phần nhiều cho mình. Thì từ cái chỗ đó sẽ dẫn đến là cái gì xin thưa quý vị? Giành giật lẫn nhau. Giành giật lẫn nhau. Và khi mà giành giật lẫn nhau vậy thì có thể dẫn đến sẽ ẩu đả, sẽ trật. Mà giành giật rồi là dẫn đến ẩu đả chiến tranh thì nó có rất là nhiều nhân, rất là duyên. Thì có thể đó là nó phát xuất từ nhóm bên ngoại, có thể là nó phát xuất từ nhóm bên nội, tức là phát xuất từ nhóm bên sắc giá, cũng có thể là phát xuất từ nhóm bên cô lý giá. Thì dĩ nhiên đó là trước tiên phải là những người trực tiếp quản lý nè, rồi là coi sóc về cái nguồn nước đó, đó. Rồi cái, những cái người đó, đó bắt đầu mới truyền ra cho rằng đó là bên kia họ giành giật hoặc là bên đây giành giật. Thì từ cái chỗ đó, đó mới đưa đến các cái vị bô lão lớn hơn, rồi cái bắt đầu nó mới đến vua, đến quan rồi mới đến vua, hoặc là đến các cái vị quan mà chủ sĩ trong cái chuyện đó là đánh đấm chiến tranh đó. Thì lúc đó đó hai bên đó, mới giải quyết bằng cách là gì? Chiến đấu với nhau, đánh đá với nhau. Các chiến sĩ dòng sắc giá đó thì bắt đầu đó là gì? Nai nịch gọn gàng, rồi là vũ khí nè, rồi là lên ngựa đó, để mà chuẩn bị chiến đấu. Bên các cái chiến sĩ cô lý giá cũng vậy. Và sáng ngày hôm đó Đức Thế Tôn ngài dùng đại bi trí, ngài quan sát ra thế gian xem có chúng sinh nào hữu duyên nên tế độ hay không. Thì ngài mới thấy quyến thuộc của ngài đó, bên nội và bên ngoại sắp sửa xảy ra. Thì lúc đó ngài mới nghĩ ra là nếu mà Như Lai không có can thiệp đó thì những người này sẽ giết hại lẫn nhau, tạo ra ác nghiệp khủng khiếp. Cho nên Như Lai phải đến đó mới được. Thì khi mà ngài nghĩ vậy, ngài quyết định vậy xong, bắt đầu ngài mới đến. Ngài mới đến. Thì lúc bấy giờ hai bên dòng sông đó, là xem như toàn bộ quân đội của dòng họ bên nội và bên ngoại đã dàn quân sẵn hết rồi. Thì lúc mà họ thấy Đức Thế Tôn đến thì bắt đầu đó là họ mới bỏ vũ khí xuống, đảnh lễ ngài, rồi mới bạch rằng rồi bắt đầu đó Đức Thế Tôn là ngài mới hỏi nè, hỏi để biết ra cái cớ sự. Khi mà mình biết ra được cái cớ sự, nguyên nhân nhân duyên ra làm sao đó, thì mới có cái phương pháp cách thức để mà giải quyết. Do đó ngài mới hỏi bên ngài mới hỏi, ngài nói tâu các đại dương, vì sao có cái cuộc tranh chấp này.
cái vua đó mới trả lời đó là ông không có biết. Đó, ông vua ông trả lời không biết mà nhỉ. Thế ngài mới hỏi tiếp, vậy thì ai biết? Cái vua mới trả lời đó, có lẽ võ vương. Điều đó có nghĩa ra là vua cũng không có chắc rằng phó vương là người khơi mào, người châm ngòi cho cái cuộc chiến tranh này. Thành ra vua mới trả lời là có lẽ phó vương. Bắt đầu đó, hai vị phó vương đó được hỏi thì mới trả lời đó là có lẽ quan tổng binh biết. Tức có nghĩa đó là các cái vị phó vương này cũng không có biết là các trong tổng binh này đó là những cái người khơi mào cuộc chiến tranh. Lượt ngài hỏi từ trên xuống tới dưới đến cái người nông dân trực tiếp sử dụng cái nguồn nước đó đó, thì họ cũng trả lời đó là bạch ngài, đây là cuộc tranh giành nước sông Rohini. Họ cũng chỉ trả lời vậy thôi. Cái bắt đầu lúc đó đó, Đức Thế Tôn ngài mới hỏi tiếp, này đại dương, nước đáng giá bao nhiêu? Vua trả lời ra là bạch ngài, nước rẻ lắm. Thì Đức Thế Tôn ngài mới hỏi tiếp, vậy chứ này đại dương, các cái chiến sĩ mới lì ra thì giá bao nhiêu? Thì vua mới trả lời đó, các chiến sĩ sắc mới lì thì giá rất là cao rồi. Cái lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới đưa ra một cái phương pháp so sánh. Vậy thì nước có giá trị rẻ vậy đó ha, mà là đem đánh được bằng các chiến sĩ sắc mới lì nè. Vậy thì cái sự đánh đó đó có đáng hay không? Có đáng hay không? Đức Thế Tôn nói vậy xong cái là bắt đầu mọi người im lặng hết. Thì lúc bấy giờ đó Đức Thế Tôn ngài mới dạy, nói này đại dương, sao ngài lại làm như vậy? Nếu mà hôm nay Như Lâm có người đến đây đó ha, thì máu các người nhuộm xuống cái sông này rồi. Thì thôi, ngươi đừng làm cái điều không có tương xứng vậy nữa. Các người đó, xong à, trú những cái pháp hận thù, không ai đó sống không có hận thù nè. Các ngươi đó sống ở trong tham ái nè, tức là sống ở trong cái trộn rộn rộn ràng bận rộn rồi là cái gì hấp tấp tấp đó. Còn Như Lai nè thì sống đó không có như vậy. Nói vậy xong cái ngài mới thuyết lên một loạt ba câu kệ. Chúng ta đã học xong hai câu kệ đầu, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp sang câu kệ thứ ba. Đức Thế Tôn ngài thuyết su su khang qua ta chi hòa mã usuke su anusuka usuke su manusse su vihara ma anusuka. Và câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: vui thay chúng ta sống, không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Còn ngài Hòa thượng Giới Đức thì dịch là: vui thay sống chẳng rộn ràng, giữa người bận rộn chẳng ràng rộn chi, chẳng ràng rộn chi. Vui thay sống chẳng khát khao, giữa người khao khát chẳng khao khát gì. Rồi có một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa. Thì đây là ba cái bản dịch nè. Rồi qua cái phần gợi ý từ cái duyên sự mà chúng tôi kể đó, đó là những cái phần gợi ý để chúng ta ý ẩn đi mà được cả. Thưa quý vị, tiên sự này có đến ba câu kệ. Mỗi một câu kệ kể đó nói về một tính hay là một pháp tính, từ đức tính, từ pháp tính, từ tính chất đó đó. Nếu mà chúng ta nói riêng và tất cả chúng sinh ở trong tam giới
mà không nhận ra, không hiểu ra cái hậu quả của nó đó, để rồi nè, tự bản thân của mình kiềm chế, khống chế đó, thì sẽ dễ dàng dẫn đến những cái hậu quả khốc liệt về sau. Ví dụ như qua cái câu chuyện này nè, nếu ha, hai cái vị vua này hoặc là cả hai cái binh đoàn này nè, nếu không có được Đức Thế Tôn ngự đến ngài giảng dạy và rồi đó hai quân đội của hai vị vua này ha mà vẫn cứ giữ cái chủ ý của mình thì chiến tranh sẽ xảy ra. Và một khi mà chiến tranh xảy ra thì cái hậu quả rất ư là nặng nề, thiệt hại vô cùng to lớn. Nên chi đó, chúng ta học cái duyên sự này nè, chúng ta học luôn cả ba cái đức tính, ba pháp tính, ba đức tính, ba pháp tính, ba cái tính chất này nè. Tự bản thân của mỗi người chúng ta ráng cố gắng kiềm chế gìn giữ. Thì khi mà mình kiềm chế gìn giữ để mình không có rơi vào cái trường hợp này đó, thì mình sẽ không có bị cái hậu quả xấu về sau. Và để làm được điều đó, thì xin thưa với bà con là trước hết mình cũng phải hiểu ra cái pháp tính, tính chất đó là cái gì, cái hậu quả của nó ra làm sao. Khi mà mình hiểu, mình thấy, mình biết được cái hậu quả xấu của nó đó, cái hậu quả xấu của nó đó ha, mà buông xuôi thì dẫn đến khốc liệt vô cùng đó, mình sợ hãi đối với cái quả xấu đó đó. Thành ra tự bản thân của mình nè, kiềm chế, chứ không có ai kiềm chế giùm mình đâu, không có ai kiềm chế giùm mình cả. Mình kiềm chế được, mình gìn giữ được thì bản thân của mình có lợi lạc. Dạ, có lợi lạc. Còn người khác đó, họ kiềm chế được, họ gìn giữ được, có lợi lạc. Chứ còn họ kiềm chế, không kiềm chế được thì họ có lợi lạc, chứ mình không có lợi lạc. Ngược lại, mình kiềm chế, mình gìn giữ được mà họ không kiềm chế, họ không gìn giữ, có lợi lạc, còn họ không có lợi lạc. Dạ, cái đại ý nghĩa sâu thẳm là như vậy. Thì hôm nay chúng ta học đến câu 199, tức là câu thứ 3 ở trong cái duyên sự này. Câu kệ này chỉ đề cập đến có một pháp tính, một đức tính thôi. Dạ, một pháp tính, một đức tính thôi, đó là cái gì xin thưa quý vị? Usuka. Dạ, Usuka. Vậy thì Usuka đó là gì? Câu kệ này mình chỉ hiểu một pháp tính, một đức tính này thôi. Khi mà mình hiểu ra một pháp tính, một đức tính này nè, khi mình xác định được pháp tính, đức tính này là xấu, dẫn đến cái quả khổ, từ đó đó, cái mình hứa với lòng, có rơi vô cái pháp tính, đức tính xấu đó, từ đó là mình sống an lạc. À, vậy thì Usuka là gì? Usuka khi nãy chiếc nghĩa từ dựng chúng tôi đã trình bày cho quý vị rồi. Usuka ngày hòa thượng là ngày dịch là rộn ràng. Thì rộn ràng, mình còn hiểu nghĩa nữa đó là gì đó, rộn nè, đó là lắng sắng nè. Rồi khi nãy chúng tôi dịch ở trong văn xuôi đó, thì chúng tôi mới dịch cái từ này đó là hấp tạp. Hấp tạp đó. Vậy thì bận rộn nè, rộn ràng nè, lắng sắng nè, hấp tạp hấp tấp đó, là nó thể hiện như thế nào và do đâu, do đâu mà mình sống ha, bận rộn, rộn ràng, lăng xăng, hấp tạp tấp vậy. Rồi nè,
cái sự bận rộn ràng, lăng xăng, hấp ta hấp tấp đó là như thế nào? À, là pháp tính tốt hay là pháp tính xấu? Vậy thì nếu pháp tính tốt thì nó hiện bày của loại pháp nào? Mình lấy chi pháp nó ra xin đúng chứ. Còn nếu mà là pháp xấu thì hiện bày của chi pháp nào? À, từ cái chỗ mình lấy được chi pháp à, thì mình sẽ suy ra được cái kết quả của nó như thế nào. Chữ Otsuka này đó, khi nãy chúng tôi chiếc nghĩa từ vựng nói với quý vị đó, là chỉ sự và chỉ người. Tại vì thì sự là bận rộn, là rộn ràng, là lăng xăng, là hấp ta hấp tấp, là như thế nào ạ? À, đó là cái gì? À, ví dụ như thể hiện hiện bày qua cái công việc này ha. À, thì bận rộn đối với công việc đó là thế là gì, là cứ hết công việc này đến công việc khác, hoặc là cái gì, một công việc cứ làm mãi hoài hoài không có hết. À, đó là đối với công việc. À, đối với một cái việc làm nào cụ thể đó cũng vậy. À, ví dụ như là nói chuyện đó, nói chuyện à, thì có thể đó là cứ cái câu chuyện đó cứ được nói mãi à, và không có để cho người khác đó, người ta chen vô nói, giống như kiểu đó ha, là dành mà nói vậy đó. À, nói giống như cái kiểu đó là gì, à, sợ không có cơ hội để mà nói, đại loại là như vậy. À, thì cái đó đó được gọi là sự ha, bận rộn ràng, lăng xăng, hấp tạp. À, thì chúng ta hiểu sự vậy rồi, thì bây giờ chúng ta hỡi người ha, mà bận rộn nè, rộn ràng nè, lăng xăng nè, hấp ta hấp tấp nè, là như thế nào? À, bận rộn à, hay là rộn ràng, tức có nghĩa là cái gì, là bận bận nhiều công việc một lúc, việc nọ đó việc kia không có hở tay, nói đó thì không có hở miệng, nói không có hở miệng. À, vậy thì nó sẽ trái nghĩa lại với cái đức tính là thanh nhàn nè, điềm đạm nè, điềm nhiên nè, điềm tĩnh nè, điềm nhiên nè, điềm tĩnh nè, tỉnh táo. Đó, nó ngược trở lại vậy. À, nó ngược trở lại vậy đó. À, vậy thì sau khi mà mình đã hiểu được sự và người rộn ràng, bận rộn rồi là hấp ta hấp tấp vậy rồi đó, bây giờ mình lấy chi pháp theo quý vị vậy chứ, nó sẽ thể hiện hay là hiện bày của cái chi pháp nào? Mà chúng ta khi mà tâm tham nó ngự trị, nó khống trị nè chúng ta, để ước mong có được một cái gì, chiếm đoạt một cái gì đó, thì ngay khi đó thì theo quý vị đó là mình có rộn ràng, mình có hấp tháp tắt không? Có thể, có thể. Ví dụ như vì cái dòng nước mà vua của hai bên không có đắn đo suy nghĩ nè, không có phân tích kỹ lưỡng nè, để rồi cái gì, đem quân ra dàn lên hai dòng sông để làm sao là cái gì, tranh được cái phần thắng gì mình.
Và thì đây cũng là một cái biểu hiện của tham, là lợi cho mình đâu, chứ không có nghĩ đến cái lợi của người khác. Và từ cái chỗ đó đã làm cho họ cái gì? Hấp tấp tấp nè. Làm cho họ cái gì? Rỗng ràng. Đó là sự hiện bày của lòng tham. Nhưng mà giả sử như hiện bày của lòng sân có giống dẫn sư thú gì? Khi mà một khi tâm tham mà nó đã phát khởi mình thì giống như con gà mái đẻ vậy đó sư thú gì. Nhưng mà ngược lại ha, một khi tâm sân nó phát triển mạnh thì cũng giống như chàng, cũng giống như con gà mái đẻ vậy. Quý vị có chiêm nghiệm, có nhận ra, có thấy là khi nào đó mà mình tham, mình thích một cái gì đó cái mình cũng đứng ngồi không yên nữa. Rồi một khi mình giận, mình tức tối lên đó thì mình cũng đứng ngồi không yên vậy không? Bản thân của chúng ta có chiêm nghiệm về nội tâm của mình thì mình sẽ thấy ra được cái việc này. Đây là hiện bày của tham, là hiện bày của sân. Cho nên khiến cho mình là phải lăng xăng, là phải bận rộn, là phải rộn ràng, là phải hấp tấp hấp tấp. Thì cái hấp tấp ở đây còn thể hiện ở một cái pháp tính khác nữa, một chi pháp khác nữa. Đó là gì xin thưa quý vị? Không có suy nghĩ kỹ lưỡng. Không có tìm hiểu rõ ràng cội nguồn. Để dẫn đến gì Kết luận ngay, kết luận liền. Đức Thế Tôn hỏi vua đó. Vì sao có cái cuộc tranh chấp này? Đó, cái vua trả lời sao xin thú vậy? Không biết. Không biết mà cũng dẫn quân, dàn quân ở hai bên bờ để chuẩn bị đánh nhau. Điều đó có nghĩa là cái gì? Là do hấp tấp quá mà không có đắn đo suy nghĩ, không có cân đê đo đong đếm, không có suy nghĩ đến tiên cội nguồn ra làm sao. Nghe người này người kia nói bên kia họ chiếm cái nước của mình rồi, bắt đầu đến cái lợi ích, cho nên là gì? Cái tôi cái ngã mạn, tham ngã mạn sanh lên. Không thể được, của tôi mà làm sao tránh được, dẫn đến quyết định là gì? Giành lại, đem quân đi để giành lại. Vậy thì theo quý vị đó có phải là do cái sự hấp tấp không? Sự hấp tấp tấp này có phải là hiện bày của cái sự thiếu hiểu biết không? Vì do thiếu hiểu biết cho nên đó là không mới không có cần đo đồng đếm, suy xét đến cái cội nguồn nhân duyên ra làm sao, mà quyết định điền, quyết định một cách vô tội vạ. Cho nên mới dẫn đến cái có sự vậy. Mới dẫn đến cái cơ sự vậy. Vậy thì chúng ta đã hiểu về sự nè, về người nè, rồi là chúng ta đã lý luận chi pháp. Thì giờ mình xét theo pháp hoặc là chi pháp, pháp hay chi pháp đó sẽ tất yếu dẫn đến hệ quả hay là kết quả gì? Khi mình làm bằng tâm tham, nói suy nghĩ làm bằng tâm tham, nói suy nghĩ làm bằng tâm sân, nói suy nghĩ làm bằng tâm si, tất yếu dẫn đến kết quả gì xin thú vị? An lạc hay là khổ đau? Khổ đau. Bà con chúng ta học ví dụ phải đó, 12 tâm bất thiện cho ra 7 quả khổ vô nhân, là cho ra cái kết quả là gì? Bị thấy, bị nghe, bị ngửi, bị nếm, bị đụng chạm. Đó là chính. Rồi là gì? Tạo ra cái quả quan sát tòa xã quả bất thiện, dẫn tái sanh vào 4 khổ cảnh.
À, pháp và chi pháp đó dẫn đến cái hậu quả vậy. Thì mình có ước muốn mong muốn nè, cuộc đời mình sẽ đi đến vậy không? Mình có ước muốn mong muốn rằng mình bị cái kết quả hay hậu quả đó trong tương lai hay không? À, từ chỗ mình nhận ra được ha, cái hệ quả hậu quả của nó như vậy, mình không mong muốn vậy. À, đâu có ai mong muốn mình bị khổ đâu. À, thì bây giờ mình không mong muốn mình bị khổ vậy thì tất yêu mình phải gì? Bảo vệ gìn giữ mình. À, bảo vệ gìn giữ mình. Thì bảo vệ gìn giữ mình theo như cái câu kệ này là phải làm sao ạ? À? À, những giữa những cái người đó mà người ta hấp tấp, ta hấp tấp vậy đó, thì mình là người nè không có hấp tấp. À, mình là người không có hấp tấp, mình trú ở trong cái pháp không có hấp tấp. Đó thì cái pháp không có hấp tấp là pháp gì sinh? À, hấp tấp là do vô minh ha, cái dẫn đến đó là hành. À, thì hành đó nó mới cho ra quả thức. À, bây giờ đó mình không hấp tấp vậy đó là mình sống tỉnh táo nè, sống chậm lại chút cho nó chắc chứ tôi gì. À, sống cố gắng tỉnh táo mà ý thức rõ cái gì nên nói thì nói, cái gì nên làm thì làm, cái gì không nên nói mình không nên nói, cái gì không nên làm mình không nên làm. À, tức có nghĩa là cái gì? Ứng dụng trí tuệ ở trong thân hành, khẩu hành, ý hành. Dạ, thì cứ sống chậm lại chút cho nó chắc ở đây là như vậy. À, khi nào mà đưa ra một quyết định gì là mình đắn đo suy nghĩ. À, quyết định đó có lợi cho mình, có lợi cho người hay không? Quyết định đó sẽ cho ra cái kết quả gì? Đó, từ cái chỗ đó mà mình quyết định. Ví dụ như trong trường hợp này, hai cái vị vua. À, nghe ở dưới tâu lên các quan, quan tâu lên các đại quan lớn hơn, các đại quan lớn tâu lên vua. Thì vua hỏi cho nó cặn kẽ ra lẽ, giống như Đức Thế Tôn hỏi các cái vị vua này nè. Chịu khó, à, chậm chậm chút vậy. À, quý vị thấy nó chắc không? À, còn mà mình hấp tấp quá này không có hỏi gì, rau trọi ba chớp anh nhoáng đem quân ra đánh liệt, à, để thể hiện cái tôi cái ta của mình đó, để thể hiện cái lòng tham của mình đó, thì hậu quả khốc liệt. Mình phải gánh chịu, và những người thân của mình, dòng tộc của mình bị bị thì thành ra pháp không có rộng ràng vậy đó. Có nghĩa là minh mẫn, có trí tuệ nè, có để ghi nhận biết rõ cái gì nó đang diễn ra, nó sẽ diễn ra như thế nào. Cái diễn ra đó, đó cho kết quả gì? Đó, tập vậy đó sư tu gì? À, tập ở trong cái pháp, à, không có rộn ràng, không có hấp tấp vậy đó. À, thì từ cái chỗ mà mình tập cái pháp xin lỗi mình hiểu ha, hiểu cái pháp không có rộn ràng, không có hấp tấp vậy đó, thì bắt đầu là gì? Trú trong pháp đó. Trú trong pháp đó, khi nãy chúng tôi nói đó là cái gì? Là ứng dụng trí tuệ. À, ứng dụng chánh niệm ở trong thân hành, khẩu hành, ý hành. À, thì lúc bấy giờ đó, sẽ không có dẫn đến cái hệ quả đâu. Không có dẫn đến cái hệ quả khốc liệt đâu. Người ta sống rộn ràng là cái chuyện của người ta. Người ta sống hấp tấp là cái chuyện của người ta. Mình có sống hấp tấp hay không? Mình sống có ý thức, có minh mẫn, có tỉnh giác hay không, là có chánh niệm hay không, là cái chuyện của mình. Và là cái chuyện của mình. À, thì khi mình đã hiểu hết mọi ngóc ngách khía cạnh vậy nè, lúc bấy giờ đó, tự bản thân của mình đó, kiềm chế, khống chế, ngăn cản được những cái đức tính phân xa này, thì lúc bây giờ đó thử hỏi bà con chứ mình có bị ha, bị các cái ngọn gió đời đó nó cuốn theo không?
ai sao mình dạy ai làm bậy mình không làm theo. Và vì mình không có làm theo ta, thành ra mình không có bị cái hậu quả giống như người ta, thì từ cái chỗ đó đó mình không chịu, mình không có bị cái hậu quả giống ta, thì thành ra đó là mình đâu có bị khổ. Và mà mình không có bị khổ thì tức là mình sống được hạnh phúc. Và với những ai đó ha, mà khống chế kiềm chế được vậy đó, toàn diện qua thân hành, khẩu hành, ý hành, tức là mình thành tựu giới. Và mình thành tựu được giới thì trên cơ sở của thành tựu được giới đó, đó ha, cái bắt đầu là gì? Mình sống tỉnh táo nè, chánh niệm nè, tỉnh giác nè, minh mẫn nè, ý thức rõ biết mình đang làm, đang suy nghĩ đó đó là gì, thiện hay bất thiện, cho kết quả là làm sao, là mình tiếp tục tu tuệ. Dạ, tu tuệ thì tu giới, tu tuệ, tu đỉnh. Chúng tôi bỏ qua cái giai đoạn đỉnh mà tu thẳng lên tuệ. Hoặc là bà con chúng ta có thể đó là nhờ mình có giới vậy cho nên là gì, mình sống có chánh niệm, có thu thúc hơn. Rồi từ cái chỗ đó làm cho trí tuệ của mình minh mẫn sáng suốt hơn, cho nên mình nhận ra được cái nào đúng, cái nào sai, từ chỗ đó mà mình tránh sai, làm đúng. Đó là mình nói trên cái chuyện là giới, định, tuệ. Hoặc là mình nói ngược trở lại, giống như bác thánh đạo là tuệ, giới, định. Mình an trú trong đó vậy đó. Thì an trú trong đó đến một mức độ nào đó, đến một giai đoạn nào đó, mà mình sống ở trong cái cuộc đời này nè, tâm mình trơ bất động, giống như là đất, là gió, là lửa, là nước vậy. Ta tranh giành đấu đá gì kể ta, mình hiểu ra đó, tranh giành đấu đá đó dẫn đến quả khổ, cho nên đó là gì, mình phát tỉnh năng liền. Khả năng của mình tế độ được người ta, cứu được người ta là mình cứu, mà còn không thôi mỗi chúng sinh có nghiệp riêng. Đó, bà con thấy vậy đó thì mình sống có được an lạc, có hạnh phúc không? Thì đây là những cái gì mà chúng tôi hiểu qua cái câu kệ này. Và giảng giải thí nghĩa ứng dụng ở trong đời sống đến với toàn thể bà con. Thì ước mong bản thân của chúng tôi nhận ra vậy, bà con chúng ta cũng nhận ra vậy, rồi áp dụng, ứng dụng ở trong cái đời sống của mình. Để mình bòn mót từng chút an lạc, hạnh phúc. Từng chút an lạc hạnh phúc này mà mình có móc được, có bòn được, thì an lạc hạnh phúc này mình gom từ từ đến một lúc nào đó tức nước vỡ bờ, thì an lạc hạnh phúc đó lớn, thù thắng, tối thắng. Lúc đó đó là mình không còn đau khổ nữa. Chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là kệ pháp cú số 199 tại đây. Phước báo phát sinh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phạm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được phát trong Phật pháp. Phước báo của thời giảng pháp này xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Những ai có thể tùy hỷ được, xin hãy tùy hỷ với công đức phước thí này để được quả an vui. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu để cố gắng học tùy theo cho được.